Là con biết cá mú trân châu hết rồi đúng không? Cá mú trân châu là nó rất tốt, thịt nó hiền. Nhưng mà riêng với những người có bệnh thế này thì không ăn được cá mú trân châu. Bởi vì ăn là nó tăng bệnh nặng thêm, cho nên không ăn. Đó là người có yếu sinh lý, cơ bắp mỏi mệt, bệnh mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, say sẩm, ù tai. Đó là những người không ăn được cá mú trân châu. Cá mú trân châu những người có bệnh thế này không ăn được, yếu sinh lý, cơ bắp mỏi mệt, bệnh mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, say sẩm, ù tai là không ăn được cá mú trân châu. Còn ngoài ra thì tất cả ăn được tốt, bởi vì nó có nhiều chất dinh dưỡng, protein, vitamin B2, vitamin D, E, canxi, tốt cho trẻ con còi xương, người lớn tuổi, cơ thể bị mỏi mệt, suy nhược. Nhưng khi ta ăn thì ăn 6 ngày, phải nghỉ một ngày, ăn như những loại cá bình thường khác mà chúng ta hay ăn. Nhưng mà bà con nên nhớ, những người không ăn được đó là người yếu sinh lý, cơ bắp mỏi mệt, bệnh mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, ù tai, say sẩm. Đó là những người không ăn được cá mú trân châu. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.